Tướng Hoàng Minh Thảo của Cộng sản bị thảm bại trong đợt đầu. Tướng Toàn rất chú trọng đến vai trò tình báo, nhất là các toán tình báo kỹ thuật điện tử, ngày đêm bám sát địch, không được chểnh mảng trong nhiệm vụ giao phó. Ngày 13 tháng 5 năm 72, nhân viên kỹ thuật báo cáo đã bắt được mật điện của B3. Trong mật điện này, Bộ Tư lệnh B3 Cộng sản đã ra lệnh như sau: mũi tấn công hướng Bắc, sư đoàn 2, stop, tăng cường mỗi sư đoàn 10, T-54, stop, ngày giờ tấn công hướng Tây Bắc sư đoàn 320, stop, ngày giờ tấn công 5 giờ ngày 14 tháng 5, 72, stop. Phòng 2 quân đoàn vội vàng trình ngay tin này cho tướng Toàn. Đọc xong mật điện, ông liền bay lên con tung. Trong giao thông hào của tuyến đầu, tướng Toàn và đại tá Lý Tổng Bá đi từng hầm để nhắn nhủ từng binh sĩ hãy can đảm nằm yên tại chỗ khi địch tấn công. Tướng Toàn nói, khi địch nổ súng thì sẽ có B-52 thả ngay trên đầu địch. Các em phải chịu khó bịt tay lại và há miệng ra để bớt áp lực của bom nổ. Áp lực của bom sẽ rất lớn đối với các binh sĩ của ta, vì theo kế hoạch đã vạch sẵn, B-52 sẽ thả bom sát quân ta ở mức an toàn là 500m thay vì 1000m như thường lệ. Tại hầm chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh, tướng Toàn, đại tá Bá, đại tá Rottenberry nghiên cứu trên bản đồ và thảo luận vị trí từng box B-52 sẽ dội bom xuống và thời gian dội. Paul Van gọi máy yêu cầu không quân chiến lược Hoa Kỳ tại Thái Lan để thảo luận về cách thức trải các box B-52 cho thật hợp với tình hình mặt trận dưới đất. Đêm 13 dạng 14 tháng 2 năm 72, tướng Toàn và bộ tham mưu Việt Mỹ đều thức suốt đêm theo dõi tình hình từng phút và hồi hộp chờ đợi. Phi đoàn A-37 của sư đoàn 6 không quân tại Pleiku túc trực 100%. Nhiều cặp phi cơ trực thăng võ trang Cobra của Hoa Kỳ đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu kể từ 12 giờ đêm. Hai phi đoàn B-52 từ đảo Guam và Starship ở Thái Lan đã cất cánh và xuất hiện trên bầu trời biển Thái Bình Dương. Tất cả hồi hộp chờ đợi giờ J, tức là 5 giờ sáng. Kém 5 phút đến 5 giờ, đại tá Bá báo cáo trên máy rất lớn, địch đã bắt đầu nổ súng. Trực thăng chỉ huy của tướng Toàn cấp tốc bay về hướng Kon Tum trong sương mù. B-52 đã vào vùng đúng 5 giờ ngày 4 tháng 2 năm 72. Tất cả 25 box B-52 đồng loạt bấm nút thả xuống trên 3.000 quả bom đủ loại, từ 100 pound đến 500 pound trên đầu sư đoàn 320 và sư đoàn 2 của Cộng quân. Tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi bay mịt mù. Diện tích trải thảm của các B-52 là 75 cây số vuông. Tiếp theo, từng đoàn A-37 và AD-6 của sư đoàn 6 không quân Việt Nam Cộng hòa bay vào mục tiêu, tiếp tục bắn vào các chiến xa và các ổ phòng không địch. Vì bị áp lực quá mạnh của bom, nhiều đoàn quân của Cộng quân bị ngất ngư, đã hốt hoảng chạy lui về phía sau, lại bị trực thăng võ trang Cobra bọc hậu thanh toán rất nhiều. Tại tuyến đầu, 9 chiến xa T-54 của địch nằm ngoài khu ném bom của B-52 đã hốt hoảng lao vào phía ta và đã bị các chiến xa của ta bắn cháy mất 6 chiếc. 3 chiếc còn lại bỏ chạy, nhưng vì các chiến binh của Cộng quân điều khiển các xe này đã bị sức dội quá mạnh của B-52 không còn chủ động được, chuyên các binh sĩ của ta đã nhào ra bắt sống. Một giờ sau, tướng Toàn bay vào vùng thả bom B-52 để kiểm soát, thì thấy rất nhiều xác Cộng quân trong các hố bom, không thể đếm hết. Không quân ta và không quân Hoa Kỳ tiếp tục thanh toán tàn quân và các ổ phòng không địch trong vùng suốt ngày 14 tháng 5 năm 72. Trong các cuộc oanh kích này, không quân ta bị thiệt mất một AD-6 do thiếu tá Phạm Thặng làm hoa tiêu. Phòng không địch đã bắn trúng chiếc phi cơ do thiếu tá Thặng lái, khiến ông bị tử thương và chiếc phi cơ rớt ở phía nam Kon Tum. Chắc chắn tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận B3, đã phải ôm hận vì đã gặp phải một đối thủ nguy hiểm là tướng Toàn, một vị tướng có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Theo ước tính về phía Hoa Kỳ, trong cuộc tấn công này, địch đã thiệt hại ít nhất 1.000 người và 20 chiến xa T-54. Quân ta đã thắng trận đầu. Các chiến xa T-54 của địch mà ta bắt sống
được mang về triển lãm tại Sài Gòn. Cộng sản tấn công lần 2 vào Kon Tum. Thị xã Kon Tum nằm trong một thung lũng, xung quanh là đồi núi cao, bên cạnh bờ sông Đắk Bla nằm về hướng Bắc. Sông Đắk Bla uốn quanh như con rồng, rất đẹp và cảnh hai bên bờ sông rất thơ mộng. Nước sông chảy mạnh từ hướng đông qua hướng tây. Dân số Kon Tum độ 25.000 người, cả kinh lẫn thượng, đa số sinh sống trong thị xã và các vùng phụ cận của thị xã. Khoảng 70% dân theo đạo Thiên Chúa. Vì thế, tòa giám mục giáo phận Kon Tum gồm Kon Tum và Pleiku đã được đặt ở số 44 Trần Hưng Đạo, do Đức cha Siet, một giáo sĩ người Pháp, làm giám mục. Ông nói và viết thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Thượng. Ông đã bị Cộng sản trục xuất sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Kế hoạch phòng thủ Kon Tum được giao cho sư đoàn 23 bộ binh của đại tá Lý Tổng Bá. Sư đoàn này có nhiệm vụ đảm trách ba mặt nặng nhất của tỉnh là Đông, Tây và Bắc. Phía Bắc thị xã dọc quốc lộ 14 nối liền Tân Cảnh Kon Tum, cách thị xã khoảng 2 km. Trung đoàn 44 bộ binh lập một tuyến phòng thủ chắn ngang quốc lộ 14. Trung đoàn 45 chấn ngự ở mặt đông thị xã. Trung đoàn 53 còn lại chấn ngự tại phía tây. Hướng nam có phần nhẹ hơn nhờ có chướng ngại vật của thiên nhiên là con sông Đắk Bla, cho nên giao cho địa phương quân và nghĩa quân đảm nhiệm. Sự thảm bại cay đắng trong trận ngày 14 tháng 5 năm 72, tướng Cộng sản Hoàng Minh Thảo và Cộng quân đã phải kiểm thảo rất chu đáo để rút kinh nghiệm. Một câu hỏi quan trọng đã được tướng Hoàng Minh Thảo đặt ra. Tại sao đối phương biết rõ được lực lượng và ngày giờ Cộng quân sẽ tấn công để sử dụng B-52 ồ ạt? Tướng Thảo đoán rằng có thể kỹ thuật giả bắt điện đài của đối phương rất cao, cho nên đã bắt được tất cả những mật lệnh mà bộ tư lệnh B-3 của ông đã đánh đi. Để rút kinh nghiệm, ông không sử dụng điện đài nữa mà sử dụng điện thoại và người để liên lạc. Vì thế, sau ngày 4 tháng 5 năm 72, cả toán kỹ thuật của quân đoàn 2 đều ngạc nhiên không thấy địch lên máy nữa. Tướng Toàn được phúc trình về sự việc này và ông ước tính địch còn khả năng tấn công ta vài đợt nữa trong những ngày sắp tới. Ông ra lệnh quân đoàn nên cẩn thận, không nên khinh địch. Tình báo của đoàn 2 đã cho các biệt kích lọt vào các khu hậu cần của địch, sử dụng máy điện thám nghe lén điện thoại nhưng chưa ghi nhận được điều gì quan trọng. Sáng sớm ngày 20 tháng 5 năm 72, Thiếu tá Hưng, trưởng phòng 2 tiểu khu Kon Tum báo khẩn cấp là quân Cộng sản đang tấn công Kon Tum. Các đơn vị đặc công Cộng sản đã vượt qua sông tiến vào, chiếm được gần nửa thành phố. Bị bất ngờ, đại tá Tiếu, trưởng phòng 2 quân đoàn, hoảng hốt chạy vội vào trung tâm hành quân của quân đoàn để tìm hiểu thực hư. Đại tá Long, tỉnh trưởng Kon Tum, cho biết độ 2 tiểu đoàn đặc công của Cộng quân đã lợi dụng đêm tối có nhiều sương mù, lội qua sông và tiến chiếm được phi trường, kho đạn và khu tòa giám mục trong thành phố. Cuộc giao tranh giữa các đơn vị của sư đoàn 23, địa phương quân và nghĩa quân với địch quân rất dữ dội. Khu dân chúng và khu tòa hành chánh chưa có địch xuất hiện. Đúng 5 giờ sáng, tướng Toàn được báo cáo về cuộc tấn công này. Ông đã hối hả chạy vào quân đoàn và dọa đưa trưởng phòng 2 quân đoàn ra tòa án quân sự. Ông hỏi tại sao để cho đặc công và cộng quân vào chiếm thị xã Kon Tum mà không hay biết. Binh sĩ ta hời hợt, mới thắng một trận mà đã khinh địch. Cấp chỉ huy của ta thiếu đôn đốc và kiểm soát. Cộng quân rất tinh danh, biết được yếu điểm của ta, cho nên lợi dụng địa hình, địa vật, sử dụng đặc công len lỏi vào thị xã bằng hướng phòng thủ yếu nhất. Cuộc tấn công của đặc công cộng quân đã bị ta thanh toán trong 3 ngày. Các đơn vị chính quy của cộng quân được bố trí xung quanh để tiến vào thị xã phối hợp tác chiến nội công ngoại kích với đặc công đã bị các đơn vị bộ chiến của sư đoàn 23 chặn đứng và pháo đài bay B-52 cùng không quân ta tiêu diệt. Cuộc tấn công đợt 2 của tướng Hoàng Minh Thảo tiến chiếm Kon Tum bị thất bại. Cộng quân điên cuồng trả đũa trong những ngày kế tiếp bằng những hỏa tiễn 122 ly rớt vào thị xã liên tục ngày đêm, bất kể khu quân sự hay dân sự. Kon Tum luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tướng Toàn tin là địch còn khả năng tấn công ta đợt 3 trong vòng 10 ngày tới vì sư đoàn 968 trừ bị của mặt trận B-3 của tướng Hoàng Minh Thảo còn chưa ra quân.
Ước tính mức độ và cường độ đợt 3 yếu hơn đợt 1. Tướng Toàn và Paul Van tiếp tục nghiên cứu và sử dụng kế hoạch dùng B-52 để tiêu diệt địch quân. Vào đúng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 72, Cộng quân tấn công đợt 3 vào Kon Tum bằng 3 mũi chính. Mũi 1 từ hướng Bắc do lực lượng sư đoàn 2 Cộng quân. Mũi 2 từ hướng Tây Bắc do lực lượng sư đoàn 320. Mũi 1 và 2 đã gặp sự kháng cự mãnh liệt của các chiến sĩ sư đoàn 23 bộ binh. Địch đã xung phong nhiều đợt để cố chiếm tuyến phòng thủ đầu của ta, nhưng đều bị đẩy lui. Phi cơ chiến đấu của không đoàn 72 thuộc sư đoàn 2 không quân tại Pleiku xuất trận liên tục để yểm trợ quân ta tại tuyến đầu. Mũi 3 từ hướng Nam do lực lượng sư đoàn 968, một lực lượng trừ bị của tướng Hoàng Minh Thảo phụ trách. Lực lượng này mới tham gia trận Kon Tum lần đầu, chưa nếm mùi B-52 nên khí thế có vẻ dũng mãnh hơn mũi 1 và 2. Nhờ sông Đắk Bla bọc quanh phía nam thị xã là một chướng ngại vật thiên nhiên ngăn chặn không cho địch tiến quân một cách dễ dàng. Sư đoàn 968 cố gắng vượt sông nhưng bị các phòng tuyến của địa phương quân và nghĩa quân ngăn chặn. Nhờ các phi tuần của không quân Việt Nam và không quân Hoa Kỳ cất cánh từ Thái Lan trợ chiến, sau đó các phi vụ B-52 đến trải thảm. Trong ngày 28 tháng 5 năm 72, hai bên quần thảo nhau suốt ngày. Đến tối, địch vẫn không chiếm được vị trí nào của ta. Tướng Hoàng Minh Thảo thấy không thể kéo dài cuộc tấn công vì sợ B-52 đến dội bom, đã ra lệnh rút lui thật nhanh. Sau khi vòng đai Kon Tum được giải tỏa, quân ta tiếp tục lục soát dọc quốc lộ 14 tiến về Tân Cảnh, Võ Định. Không gặp một sức kháng cự nào. Chỉ còn hoang tàn cùng đạn dược quân trang của Cộng quân rải rác đầy rừng núi. Dọc đường, bao nhiêu hải cốt binh lính bộ binh, biệt động quân v.v. vẫn còn la liệt nguyên đó trong trận tràn ngập Tân Cảnh, Võ Định của thiết giáp của sản Bắc Việt và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh trước đó. Đủ mọi sắc áo, họ đã anh dũng chiến đấu cho tự do, cho quê hương miền Nam và đem xương máu trả nợ cho núi sông. Trước sức tấn công như vũ bão bằng chiến xa nặng của Cộng sản Bắc Việt, họ không có vũ khí đối đầu T-54, nhưng họ đã can trường chiến đấu, chết trước xích sắt của quân địch. Tất cả chỉ còn là hoang tàn, xú uế. Chim không dám bay ngang, thú không còn sống sót, cây không lá, đá không toàn vẹn. Trận chiến Kon Tum kéo dài đến 3 tháng, tức là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 72, mà Cộng quân chẳng những không chiếm được vị trí nào, mà còn bị thiệt mất một số quân khá lớn. Theo ước tính của giới chức quân sự trong trận đánh kéo dài này, mặt trận B-3 của tướng Hoàng Minh Thảo bị thiệt mất khoảng một sư đoàn rưỡi, 30 chiến xa T-54 và nhiều đại pháo, phòng không bị thiêu hủy. Sau trận này, sư đoàn 2 Cộng quân đã hoàn toàn bị xóa tên.